chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Thì cũng rất là lâu rồi mình không có quay em gái lái xà lan các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên hành trình với em gái lái xà lan một chuyến đi ra biển luôn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ đem theo tất cả là đồ đạc rồi tùm lum các bạn, để mình sẽ đồng hành cùng em Thơn ha. Thì cũng rất là lâu rồi mình không có ra video nào về em ấy, cũng có rất là nhiều anh em và khán giả yêu cầu mình quay cô gái lái xà lan. Thì hôm nay thì mình sẽ chính thức đi cùng một chuyến chở hàng đi ra ngoài biển nha. Coi coi cái cuộc sống của em ấy như thế nào, với lại là cái công việc ra sao ha. Đây thì trên hình nhỏ của bạn mấy em thì đây là một chiếc xà lan cũng rất là to. Đây, chiếc ở phía sau thì chiếc của em hơn các bạn. Đây, cái chiếc này là gì đây? Của công ty vận tải Hà Tiên gì đó. Công ty cổ phần Hà Tiên gì đó. Đây, cái chiếc con mắt đỏ đỏ này này. Thì ở phía sau lưng mình đây là ba của em Hơn đang chạy giỏ chở mình đi đến tòa lan của Hơn ha. Đó các bạn, chiếc này đây. Chiếc này là chở đá đi ra ngoài hòn. À, trời ơi, nguy hiểm rồi, nguy hiểm rồi. Nguy hiểm quá, nó bị hút nước các bạn, lặn nữa rồi. Đó, chiếc xà lan mình chuẩn bị cập bến đây. Xà lan của Hơn đang chuẩn bị để đổ dầu. Đó là trên màn hình nhỏ thì anh tài công quen thuộc là anh được ha. Chút đây thì sẽ có tài công mới. Đây, sẽ đổ vô cây xăng dầu này đây. Đây các bạn, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị qua xà lan ha. Đây, anh tài công chúng ta đây các bạn. Đổ vô cây xăng dầu ha. Trên kia cũng có một bé rất là xinh đẹp. Đây xà lan của Hơn ha. Thì các bạn hãy nhớ đón xem cuộc hành trình của mình sẽ đi ra biển với Hơn nha các bạn. Đấy. Đây là ba của Hơn nha. Để dò lại để đưa mình. Để cho xà lan cập bến đây. Ba của Hơn thì có một cái dáng người rất là nhỏ. Bây giờ thì mình đã lên trên được rồi. Đây, em gái lái xà lan của chúng ta. Hôm nay thì trải nghiệm một chuyến đi trên sông luôn nha. Và phải nói cập bến để đổ dầu không hề dễ ha. Đây là chiếc xà lan mới nha các bạn, không phải là xà lan lúc trước ha. Này thì anh của Hơn cũng vẫn là chạy cho xà lan khác, chứ không phải là xà lan nhà nha. Đá này được chở ra hòn để tắm bờ kè này, để chút ở đây thì mình sẽ tìm hiểu rõ hơn. Các bạn hãy nhớ đón xem hết cuộc hành trình của mình đi cùng với hai anh em của Hơn. Đó. Đây các bạn. Tất cả là lương thực đã chuẩn bị đi theo rồi. Cái cầu cũ xăng dầu Hưng Thành ha. Rất là xinh đẹp. Cô trên kia cũng chuẩn bị một dây. Bây giờ thì mình sẽ mời tất cả các bạn hãy cùng đi xem cái cách đổ dầu với xà lan nha. Đấy, xà lan mới cabin cũ nha. Đây, chị bên kia chỉ đổ, hỏi đổ bao nhiêu. Ủa sao con đi cản vậy? Đấy, anh tài công quyết định là sẽ quen cô cây xăng luôn nha các bạn. Trong tương lai là chạy xà lan không bao giờ tốn xăng, tốn dầu lộn. À cái đó mình chèn xuống đó anh. Vô bồn dầu. Vô bồn dầu ha, bồn mình nhiêu lít? Ngàn mấy ha. Đây các bạn, cái lỗ để mà tiếp nhiên liệu cho xà lan đây. Lâu ngày gặp lại cũng nhỏ con như xưa ha, không có bự được chút nào chứ. Đây đang ấm dầu đang chảy này. Các bạn nghe tiếng không? Trước tiên thì bơm nước ngọt đây nha. Đây là nước tắm nè, tại ra ngoài kia nước muối không à, tắm nó không có được ngọt cái mình cho mấy các bạn, nó mặn mặn ha.
Đây, bây giờ thì em ấy đã bơm nước xong rồi các bạn. Bây giờ thì em ấy trên cây xăng tiếp nước đá để nhiên liệu cho người ha. Hồi nãy thì tiếp nhiên liệu cho. Ồ, anh này. Thấy chưa? Sẽ làm cuộc sống rất là đời thực của khi mà cái công việc xà lan chuẩn bị chạy ha. Bây giờ thì em ấy sẽ lấy nước đá vô tủ lạnh để phía sau. Mệt lắm nha, cũng nặng lắm á. Cái ghế này đổ dầu hoài luôn quá. Còn là nữ không vậy ta? Cô cây xăng xinh đẹp hả? Ủa bao nhiêu đó là mình đủ mình uống được bao nhiêu ngày hơn cứ biết không? Nhanh thì hết nhanh ha. Như đây mà làm uống cà phê cũng lâu à. Uống cá. Ủa xà lan mình có thông có thịt hả? Rồi nặng vậy rồi ok. À, vì vậy là nước cá đã xong. Em cây xăng chuẩn bị bước lên lấy cái ống nha. Ê trời. Trời ơi. Năm tay anh. Có sao không? Có sao không? Hả? Không sao không? Tại sao em cẩn thận chút? Em nói anh nghe nè, cắt bữa phút này đi nghe ta. Bây giờ thì xà lan đã lấy dầu với lại là xong hết trơn nha các bạn. Ở phía sau thì cũng có một chiếc xà lan đang chuẩn bị cập bến này. Chắc mình nghĩ cũng tiếp nhiên liệu giống như chiếc xà lan của Hơn ha. Wow, cái ống bô này khổ bự kinh khủng các bạn. Bây giờ thì mình chỉ lên làm sơ lược thôi. Còn cái khúc này đây thì xà lan đang đổ tấp nập luôn nè. Đây, chiếc này đang chuẩn bị cập bến nha. Thử mà một chuyến đi theo cuộc sống xà lan nó sẽ như thế nào nha các bạn. À, phía bên này chuẩn bị quăng dây, buộc dây cho cập bến để tiếp nhiên liệu giống như bao nhiêu chiếc xà lan khác cũng phải cập vô đây ha. Mới đi được một phút xa nha các bạn. Má ơi gì vậy? Đây đằng kia thì hai chiếc đang đổ lại dồn dập luôn nè. Anh về lại. Đây để chuyển cái ống qua bên kia nha các bạn. Rồi đó các bạn thấy không? Xà lan này chắc nghĩ là gắn máy Hino. Wow. Chắc là nghĩ gắn máy Hino các bạn. Cho nên nè, quá nè. Rồi anh ấy tự xử luôn. Tài công buông ra một dây luôn thấy chưa? Trăm bao nhiêu dầu đây? Chiếc nào trăm hết trước thì cũng phải là gặn đầy bồn không nha. Thì chỗ nào cũng có một cái lỗ để mà tiếp nhiên liệu đâu ở đây nè. Anh này truyền ống vô trong kia ha, vô trong cái hầm máy dưới luôn nha các bạn. Ok, đã tới rồi đấy. Rồi, cái xăng ở trên kia thì bắt đầu bóp cò. Đây thì em cái xăng bên kia thì bà chị cũng rất là đẹp. Được chưa? Đứng rất là đẹp luôn ha. Áo trắng. Wow, thì ra là cái cuộc sống ở dưới sông nước cũng phải nói là rất là vui nha các bạn. Thú vị chứ. Các bạn thấy không, từ ở trên cao nhìn xuống này, đá này. Để chút ở đây thì mình sẽ hỏi Hơn là đá này để làm gì và chở đi tới cái chỗ người ta làm ha. Đây ở bên này thì có một chiếc xà lan hai bánh lái luôn, chuẩn bị qua mặt cái chiếc xà lan phía trước. Đó, đạp ra qua mặt ở đây các bạn. Chỗ này là sông này cũng rất là rộng ha, chiều ngang chắc cũng khoảng 50 mét gì đó. Có chỗ thì có khúc cả trăm, có khúc thì hẹp hơn ha, tại vì cái nó không có đều được. Đây bây giờ thì sẽ tiếp em ấy một bay ha, sách xuống ha, không thôi hồi ấy nữa. Rồi để anh tiếp cho. Má ơi. Anh Dương 5 lít loại thường hả chú? Đây anh sách cho.
để không thôi hồi sưng cái đầu gối nữa mất công, nó đủ thừa nữa. Tiếp tiếp. Trời ơi. Mà... má ơi cái thùng nó nặng. Mà... Yeah. Má ơi cái thùng nó nặng dữ vậy. Đây tiếp tục Mỹ Sơn thấy không? Cỏ lăn hay cỏ dặm? Đây đưa anh xách cho. Cái đó cái gì? Cái này là dung môi pha sơn, còn này là... Trời sao mà... Xích xuống chút xíu. Nè, mấy cái trên chứ này rớt nha. Trời. Loại nhỏ nha, đừng có lấy loại lâm bự nha, bự hao như sơn lắm. Sau khi một hồi cứu vớt mấy cái chai nước sơn thì cái giò mình nó sưng các bạn. Chụp cái một sưng giò luôn. Rớt lon nước sơn này. Anh kia anh mua mình xách đồ giùm mà nó đau cái giò luôn. Trời ơi. Nắm 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 tay anh lôi vô. Được đâu không lo nổi không? Em đâu phải Superman. Ủa rồi sao đem vô sao anh xách được? Không được đâu, cái này nó xa lắm. Đúng rồi. Đây 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 được đó đây. Con nói chú nghe con còn có cái này không ạ? Lông nhỏ lông bự. Lông nhỏ lông mịn. Cái lông hả? Khỏi chịu không có ha, cũng được đó. Cái loại kia nó chưa có giờ. Lông bự lông mịn. Ê gì? Lông mịn hả? Cho con mượn lại. Rồi đưa đi. Đưa 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 đi. Đưa đi, đưa đưa cái đó đi. Được không nha? Không sao đâu, có gì ướt sưng đầu gối nữa có gì đâu. Ba lại. Đưa đưa cái bịch nắp nó cò dặm năm phân là lấy tiền à. Hôm nay đây lứa lứa nhiều quá là. Đâu mà có mấy đứa lứa lứa nhiều quá. Bà lấy cái lọ. Đây bây giờ rút lên nha. Dạ, rút lỗi không? Bự lắm á nghe ha mà thằng ơi. Trời cái ta cầm hai tay luôn vậy. Cầm tay rút sao nổi. Em đã từng cầm cái đó bao nhiêu lần rồi? Ngày kéo qua kéo lại rất là nhiều lần. Kéo nhiều không mà nó dài như vậy nè. Cười hoài quá. Này khúc này còn bự dữ nữa nè. Chắc hai đứa bằng tuổi nhau quá. Thôi anh cầm hoài cầm thử đi. Bạn bây giờ thì em ấy xuống đây anh nắm tay cho. Rồi ok. Không có lợi dụng nha, cái đó là tại vì kêu tiếp thôi. Ủa là mở dây đằng kia đúng không? Cho chiếc kia cầm lại. Đây bây giờ thì các bạn cùng xem ha, chiếc bên kia đã xuất phát rồi đây. Chút đây thì mình sẽ đi giống như chiếc đó ha. Cực ghê ha, đúng là đổ cây xăng cây dầu ở dưới sông nó cực hơn cây dầu ở trên bờ, cây xăng ở trên bờ lắm nha các bạn. Tại vì cây xăng xăng dầu ở trên bờ á thì các bạn thấy không, xe đậu lại cái là bắt đầu mình chỉ cần chi chị. Kìa chỉ kêu kìa. Thì cây xăng ở trên bờ á thì mình đổ là xe cặp vô cái là mình chỉ bơm thôi, còn cái này là mình phải lôi ống qua lôi ống vô thế này nè, rất là cực luôn. Đó bây giờ đây đợi chiếc đằng kia lại để chuẩn bị đổ tiếp tục nha. Thì xà lan nào cũng vô đây cũng là phải đổ xăng với lại là tức lộn đổ dầu, xà lan chỉ xăng đổ dầu rồi bơm nước rồi lấy nước đá nước lọc gì đó, đường bột ngọt muối tiêu cũng đó gì đó. Đi bước qua bước lại mà không khéo là dễ xin cái giò lắm nha. Cô bé đổ xăng rất là vui tính nha các bạn. Xin giới thiệu là em ấy tên Hằng. Đấy các bạn rất là cực chưa? Hằng ơi làm cực không Hằng? Dạ. Nãy là em làm cực không? Lầu khẩu trang, lầu khẩu trang cho khán giả biết chứ coi. Được lên sóng rồi. Không, dễ thương chưa? Đó, bây giờ thì nhiệm vụ em ấy là bây giờ phải đang ngồi đợi để chiếc xà lan kia cập bến. Ở đây thì sẽ chuẩn bị cầm cái ống dầu nãy giờ nói xăng không. Trong video mình có nói sai sót thì mong các bạn không xem thông cảm cứ biết bỏ qua cho mình nha. Đây các bạn cùng xem em ấy sẽ làm gì khi chiếc xà lan chuẩn bị cập bến nha. Ok bây giờ thì sẽ trước tiên là sẽ dựng dây và buộc dây. Dè yeah, cái nè. Ôi trời ơi. Dè liền thấy chưa.
À, trên kia là một thím hai lái, ghê chứ. Thím hai lái rất là chắc luôn. Đó, đầu ghe đít vô. Ủa, đậu vậy luôn hả? Đậu vậy luôn hả? Các bạn xem lơ xà lan này. Yeah. Rồi, gặp em đổ xăng cũng rất là vui tính nha. À, bây giờ thì cập bến để tiếp tục làm nhiệm vụ đưa ống xăng qua, đưa ống dầu qua. Bây giờ. Wow. Ê. Ok. Sau khi mà Hoàng anh đi chợ thì anh có mua theo bánh tráng trộn rồi trà sữa gì sữa tắm tùm lum rồi các bạn. Chắc anh đi xà lan sẽ đen anh tắm cho trắng thì. Ở đó luôn trời. Chị trên kia nhìn chị rất là đẹp ha. Rồi đó là đủ cái chuyến lương thực và thực phẩm để đi một cuộc hành trình vượt biển ha. Xà lan phải đội nón bảo hiểm các bạn biết không? Tại vì không đội thì dễ bị móp u đầu, móp sắt đó. Đó, các bạn thấy em nhân viên ở phía trước chưa? Rất là cực luôn chưa? Mỗi lần mà phải đổ xăng là phải đi qua cái đống đá. Cái chị trên này thì cũng đuối luôn á, không phải chơi đâu nha. Nè. Chỉ là chắc là chủ đó các bạn. Nên là chị phải tiếp bạn kia, bạn gái kia chút xíu. Rồi, tức là cái cây chiếc xà lan bên kia đã đổ xong dầu rồi đấy. Đây bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị chính thức đi nha các bạn. Đó, lại công đã lên rồi đó. Má ơi, khó dữ vậy anh. Bây giờ thì hiện tại là anh được, anh sẽ chuẩn bị lái nha. Chút nữa đây thì các bạn hãy cùng nhớ đón xem hết cuộc hành trình của mình nha các bạn. Bây giờ anh sẽ tạm thời anh sẽ đi ra khúc này trái. Còn rất là nhiều điều thú vị đây. Cái này lái khỏe hơn lúc trước à. Lái bằng vô lăng kỹ lực các bạn. Cái vô lăng rất là nhỏ. Trước thì quay tay 2-3 vòng, còn bây giờ thì anh chỉ cần 1-2-3 động tác 1-2 vòng thôi thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đó, em phía trước thì đang mở dây. Đây, bây giờ thì chính thức chiếc xà lan mình đã di chuyển đi nha các bạn. Sống trên xà lan ở một chuyến. Thì cái nội dung này mình đi tới mấy ngày mới về, cho nên là các bạn hãy nhớ đón xem nhiều phần nha. Thú này nữa kìa. Chắc có lẽ bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây nha các bạn.
hẹn các bạn vào cái video tiếp theo. Tại vì nó rất là dài cho nên mình phải chịu khó chia nhiều phần để cho mọi người xem. Thì đây là chiếc xà lan của bé Hơn. Thì cũng như tất cả các bạn, mọi người đều nói là sao không quay gì nội dung em gái lấy xà lan. Thì hôm nay thì cũng như mình đã nói lúc đầu video, mình chính thức mình đi một cuốc là khoảng 5-6 ngày, 7-8 ngày đó. Rồi mình sẽ về ha. Và chúng ta hãy cùng nắm lại. Rồi, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.